Hello mọi người nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tô màu cho bức tranh hình ảnh của một chú chuột đang đội mũ và đeo khăn nằm trên cung trăng. Chúng ta sẽ tô màu bức tranh này với nhé. Phần cung trăng thì mình sẽ tô màu hồng trước, và chú chuột thì mình sẽ tô màu vàng. Một chú chuột màu vàng cam nha các bạn. Mình sẽ tô màu cho phần chú chuột này. Tiếp theo mình sẽ tô màu cho chiếc khăn trên cổ màu xanh lá. Còn phần chiếc mũ bên trên thì mình sẽ tô màu xanh dương nha. Mình sẽ tô màu xanh dương phần chiếc mũ. Mình sẽ tô màu cho phần chiếc mũ này là một chiếc mũ màu xanh dương nhé. Tiếp theo phần cung trăng thì mình sẽ tô màu vào hồng nha các bạn. Mình sẽ tô màu hồng với phần cung trăng này nha. Và
Mình sẽ tô tiếp cho phần cung trang này là màu hồng nha. Và video mà mình đã hướng dẫn cho mọi người cách tô màu hình ảnh chú chuột đang ngồi trên cung trang của mình đã hoàn thành xong. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tô màu tiếp theo trên kênh YouTube của mình. Các bạn theo dõi video hãy nhớ ấn like và subscribe để có thể theo dõi thêm nhiều video tô màu nữa mình sẽ đăng tải trên kênh nhá. Bye bye.